Vâng, chào các bác. Xin mời các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bảy Nhật. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một siêu phẩm dòng Touring mang thương hiệu Cannondale, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, chuyên sản xuất về dòng xe đạp thể thao. Và các bác đang xem video nhớ like kênh, đăng ký kênh cho em. Xin cảm ơn các bác. Và để không chờ đợi lâu, em sẽ cận cảnh review trực tiếp và giới thiệu cấu hình của chiếc xe này. Đây là con Cannondale, tông màu chủ đạo là màu tím và trắng nha các bác, màu tím chữ trắng nhé. Một chiếc xe dòng Touring, xe du lịch rất đẹp, chiếc màu tím, tím thủy chung đấy các bác. Xe này là em đánh giá là đạt trên 90% về chất lượng nha các bác. Một con xe đã sử dụng bên thị trường Nhật, tuy nhiên vẫn còn rất chi là mới, rất chi là đẹp. Và các bác sau khi xem cận cảnh sẽ thấy rõ thôi. Đầu tiên em sẽ giới thiệu từ dưới lên, bánh phía sau này. Xe 8 líp nha các bác, xe 8 líp sử dụng líp của Shimano nha các bác. Đây, Shimano, cùi đề Shimano nhá, Shimano Acera nhá các bác. Bên em có gắn cục bảo vệ cùi đề đây, gắn bảo vệ cùi đề nha các bác, bằng thép chống gỉ, thép chống gỉ nhá, sơn tĩnh điện màu đen đấy. Xích cũng của Shimano nha các bác. Đĩa thì là xe là 3 đĩa nhá, 3 đĩa cũng Shimano luôn nhá. Ở phía đĩa này, phía đĩa là cũng là chắn đĩa cũng Shimano luôn các bác. Đùi nhá, đùi nhôm cũng Shimano nhá. Pedal xịn nhá. Xe vành nhôm hai lớp này, cam đôi nhá, vành nhôm hai lớp cam đôi các bác, vành nhôm hai lớp cam đôi. Bánh là của Bridgestone nha các bác, lốp của Bridgestone nhá, lốp zin theo xe đấy, lốp zin theo xe đấy. Đây có dòng chữ màu trắng này. Đấy, nếu như lốp thay lại nó không có chữ màu trên lốp đâu nha các bác. Lốp là cỡ bánh là 28 nhân với lại xin lỗi 700 nhân 28 nhá. Cỡ bánh 700 x 28 nha các bác. Lốp zin theo xe. Bên em có lắp thêm chắn bùn ở phía sau cho các bác đây. Phanh zin theo xe luôn nhá. Phanh cũng Shimano nha các bác. Phanh cũng của Shimano nhá. Mayer nhôm này. Mayer nhôm này. Mayer nhôm mạ đồng nha các bác. Mạ màu đồng đấy. Ti bật khóa lắp nhanh này. Ở như bánh sau này. Chân chống xịn này. Xe là khung nhôm càng carbon nha các bác. Đây khung nhôm. Mối hàn vây cá rất chi là kín và đẹp nha. Rất đẹp nha các bác. Đây. In da thì bên em có bọc lại nha, tuy nhiên in da xịn rất êm nhá. Đây các bác nhìn. Nếu in da không xịn bóp như thế này là nó nhăn nheo lại như là da bà già luôn rồi. Có ti bật khóa lắp nhanh nhá, cọc in luôn nhá, có ti bật khóa lắp nhanh cọc in nhá. Đấy. Xe này là gióng đứng là 49 sen, gióng ngang là 52 sen nha các bác. Gọng bằng thép chống gỉ này, sơn tĩnh điện này, màu đen nhá. Dây phanh là đi chìm ở dưới khung ngang nha các bác. Đấy. Phanh Shimano nhá. Bộ chuyển động Shimano, nhìn chung bộ chuyển động Shimano nha các bác. Đây càng trước càng carbon đây các bác. Đấy, sợi carbon này các bác nhìn này. Đấy. Càng carbon nhá. Ghi đông pô tăng nhôm nhá các bác. Ghi đông pô tăng nhôm nhá. Tay lái thẳng. Xe là có tay nắm là zin theo xe luôn nha các bác. Tay nắm zin sau xe, tay nắm sừng trâu nhá. Của hãng Argon GP3 nhá. Các bác cứ check cái hãng này chuyên sản xuất tay nắm của xe đạp đấy. Argon GP3. Phanh Shimano này. Phanh Shimano này. Đây, chỉ Shimano còn rất mở. Phanh zin theo xe đấy các bác. Nó rất mờ đấy các bạn.
dòng chữ phía này này, phanh Shimano nhá. Đề xả líp đĩa cũng Shimano luôn nha các bác. Bộ bấm xả nhá, bộ bấm xả Shimano. Nhìn chung bộ chuyển động là Shimano cả nha các bác. Đây là chiếc tem nhá. Chiếc tem ở bên Nhật nhá, của công ty trách nhiệm hữu hạn ở bên Nhật đây. Nó cấp cho một cái tem này, để các bác muốn chi tiết thì cứ tra Google dịch là nó ra trên cái chiếc tem này nha các bác. Mai ở trước cũng là nhôm nha các bác. Vành nhôm hai lớp này, cam đôi này. Và một chiếc xe rất chi là chất lượng này. Một con Cano đều màu tím rất đẹp mắt. Các cái tem dán như đi các cái tem đi chìm trong khung xe luôn vẫn đang còn nha các bác. Như gióng đứng này, như là tem này. Tem ở bên Nhật đây. Đấy, bộ ba tem vẫn còn nguyên nha các bác. Chỉ chảy xước một chút thôi. Xe thì có chảy xước ở như các cái sơn ở như chữ thôi. Nhưng không đáng kể nha các bác. Chảy xước này không tránh khỏi nha các bác. Tuy nhiên là sơn zin theo xe nhá. Sơn zin theo xe nguyên bản đấy các bác ạ. Và các bác yêu thích thì cứ nhắn tin kết bạn Zalo với em theo số điện thoại chạy trên màn hình. Em sẽ gọi trực tiếp và tư vấn kỹ hơn. Cũng như về cấu hình xe cho các bác xem. Đây là một cấu hình rất cao với bộ chuyển động Shimano. Một thương hiệu sản xuất về chuyển động xe rất nổi tiếng của Nhật Bản. Các bác đang xem video nhớ đăng ký kênh, like kênh cho em. Và video đến đây cũng đã dài rồi. Và giá của chiếc xe này em sẽ để chạy trên màn hình các bác theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.